Dạ, xin mến chào quý cô chú và anh chị đã quay trở lại kênh Út Mai Vàng Tịnh Biên. Dạ, lời nói đầu tiên Út Mai Vàng Tịnh Biên xin kính chúc tất cả quý cô chú và anh chị đam mê mai vàng trên vùng miền đất nước luôn nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công. Giờ hôm nay là ngày 27 tháng 7 năm 2024. Em có sưu tầm về được 5 phôi mai vàng rất là đẹp. Giờ muốn giao lưu cùng cô chú anh chị em ạ. Dạ, chào cô chú và anh chị. Và em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị ủng hộ cho em clip hôm qua nha. Rất mau lẹ, rất nhiệt tình. Và hy vọng clip này, 5 cây này kính mong quý cô chú và anh chị nhiệt tình ủng hộ cho em là suôn sẻ và mau lẹ. Địa chỉ tọa lạc này mà tại thị xã Tịnh Biên, cách chợ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên 500 m cô chú anh chị. Và số điện thoại em là 0919 755 533, em tên Út nha. Số đó em có để vô số điện thoại bên góc phải màn hình cô chú anh chị. Số đó là số Zalo và Facebook của em nha. Dạ, Facebook của em là Bonsai Tịnh Biên. Cô chú anh chị gọi là Bonsai Tịnh Biên là có cái trang cá nhân em ạ. Vậy rồi, không để mất thời gian quý báu của cô chú anh chị, em vào cây số 1 đầu tiên luôn ạ. Và cây số 1 đầu tiên là cây mai vàng trực lắc gọng chữ C, rất là đẹp cô chú anh chị. Cây có một dàn đế nguyên cũ nè, rất là đẹp nha, giống như con quái thú vậy. Cốt cành nè, cái thân gọng chữ C rất là đẹp các chú anh chị. Cái này mình chơi cây phong cách rất đẹp nha. Rồi em xem một vòng nha. Cây này rất là đẹp các chú anh chị. Cây sạch sẽ, không có thẹo luôn của chú anh chị, không thẹo dít nha. Mặt nào cũng như mặt đó của chú anh chị, rất là phê của chú anh chị. Cốt cành là to lực luôn. Cốt cành của chú anh chị em bỏ vô nè, đó cốt cành cũng 14 15 nha. Rồi em tiến vào đâu số nè. Dạ, chiều cao là 75 ạ. Đường kính bầu là 60. Đường kính bầu là 60. Củ đặc gì là 58. Củ đặc là 58 ạ. Vị trí gì là 44. 44 hoành ạ. Em đổi chia số 1 nha. Chia số 1 là 15. Chia số 1 15 ạ. Em đổi ngọn bóp vót bao nhiêu? Ngọn bóp giót của 16. Em đứng dậy em quay cho dễ. Rồi dễ thấy hơn. Cây nói chung là sạch sẽ của chú anh chị, đẹp từ gốc tới ngọn nha. Cây có một cái gọng chữ C rất là đẹp luôn. Cây tự nhiên mà của chú anh chị kiếm gọng chữ C hay bị khó nha. Cây này cũng rất là già của chú anh chị, nó đang lên sù của chú anh chị. Đây, nó lên mấy cái sù cốm hết trơn của chú anh chị. Đây, mấy sù nách trơn của chú anh chị. Cây em bao phê bao đẹp cho cô chú anh chị nha. Hàng đáng cho cô chú anh chị mình sưu tầm ạ. Quá đẹp cô chú anh chị ơi. Vậy rồi, cây mai vàng mã số 1 đầu tiên em xin mạo phép giao lưu cùng cô chú anh chị. Dạ, giá 12 triệu em bao ship cho cô chú anh chị là 300 cây số nha. Vậy rồi, xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 2 em xin mời ạ. Dạ rồi, tiếp tục vào cây mã số 2 ạ. Dạ, cái mã số 2 là cây mai sù siêu quái của chú anh chị. Sù chữ cúp nha, sù 100% luôn, sù mà không còn chỗ để sù của chú anh chị. Em quay gần cảnh cho chú anh chị xem nước sù nha. Đó, sù 100% luôn. Ở trên đây nó phì ra nè, giống nguyên viên chữ cúp với chú anh chị. Đó, giót ngọn nha. Nói chung cây này em cũng mua của anh em chơi bonsai của chú anh chị, người ta cũng nuôi ha, nuôi mấy cốt cành có sẵn hết trơn nè. Đó, em về em giật cốt cành lên nha. Cô chú anh chị về mình bắt chia tay ra nha. Có chớn sẵn của chú anh chị về rất là mau chơi à. Em xem đi. Sù cool 100% luôn. Sù quái chú anh chị. Sù từ gốc tới ngọn nha. Cái này là hút sù 100% rồi. 101% luôn. Ở đây nó phì ra nè, nó phì ra đây. Ở đây nó bóp nhỏ nhỏ vô. Ở đây còn chút xíu của chú anh chị. Đó. Ở đây nó phi ra nè, hồi em đo từng khớp cho cô chú anh chị xem nha. Cây cực kỳ quái luôn. Rồi em dừng lại em cho đo con số này mà. Rất là quái của chú anh chị, quái gì cà na luôn. Chiều cao là 1m25 nha. Chiều cao 1m25, tính mét 2 được chú anh chị. Đường kính bầu là 55. Đường kính bầu 55. Cái này của chú anh chị về mình vô chậu 6 nha. Nơi vị trí này là 37. Đây, hoành chuẩn 37 à. Em đo nhẹ lên khớp đi. Em đo từng khớp đi. Tại cây quái mà. Đây là 39. Đây, lên đây Đức Huy ra 39 nè. Em đo nhỏ xíu ở đây nhiêu? Xíu ở đây là 22. 22 à. Đó, em đo Đức Huy bự nhất của anh đi. Cái này 34 chiếc cúp luôn của chú chị. 39 à. Chú số đẹp luôn chú chị. Đó, ở đây 37 nha, sát góc 37, lên đây 39. Lên đây là 22, lên đây có 39. Rất là to chú anh chị. Ở ngoài nó quái luôn. Quái gì Canada luôn. Xe nè. Cây rất đẹp chú anh chị. Tổng cộng như là 3 chiếc cúp luôn. Cây là sạch sẽ của chú anh chị. Không có thẹo dít nha. Mấy cái này là mấy cái thẹo cốt cành chú anh chị. Mình có lấy cái chi ra rồi. Ngoài ra là cây sạch sẽ của chú anh chị. Rồi em dừng lại em ơi. Vậy rồi, cây mai xù quái mã số 2. Em xin mang phép giao lưu cùng chú chị. Dạ, giá 15 triệu. Em bao ship cho cô chú anh chị 300 cây số nha. Vậy rồi, xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 3. Em xin mời ạ. Dạ rồi, tiếp tục vào cây mã số 3 ạ. Vậy cây mã số 3 là cây mai xù lùng lực bút măng của chú anh chị. Xù 100% nha. Cốt cành là gió ngọn rất đẹp chú anh chị. Rồi em xem em. Xù giống như nguyên trái khóm của chú anh chị. Xù 100% nha. Chú anh chị nhìn nó xù nè. Xù không còn chỗ nó xù nha. Ở ngoài rất là đẹp chú anh chị. Em bấu vô em. Nhiều giống nguyên trái banh như chú anh chị. Rất là quái nha. Chiều cao là 28. Dạ chiều cao 28 à. Đường kính bầu là 58. Đường kính bầu 58. Cái này của chú chị về mình ép chậu 60 được nha. Rất là đẹp luôn. Ngay sát vị trí này là 56. 56. Tính 55 rồi chú chị. 55 nha. Trong đó cái ngọn nha. Cái ngọn bóp vót là 19. Cái ngọn bóp vót 19 à. Cây này sạch sẽ không thẹo vít chú chị. Đó, chị số 1 với chị phòng là có sẵn hết trơn nha cô chú anh chị. Ở ngoài đẹp lắm cô chú anh chị. Sù full 100% nha, sù mà vàng cháy luôn. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi, em bông cái sù lên. Quá đẹp cô chú anh chị. Quá đẹp nha. Vậy rồi, cây mai sù mã số 3. Em xin mang phép giao lưu cùng cô chú anh chị giá 21 triệu à. Em bao ship cho cô chú anh chị là 300 số nha. Vậy rồi, xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 4 à. Em xin mời ạ. Dạ rồi, tiếp tục vào cây mã số 4 à. Dạ cây mã số 4 là cây mai xù. Rất là quái chú anh chị. Xù mà dán thú lết nha. Ở trên nó đóng nguyên cục xù tổ ong của chú anh chị. Rất là quái chú anh chị. Đó, nguyên con thú của chú anh chị, nguyên thú nằm nha, nó lết nè. Rất là đẹp luôn. Rồi em xe đây. Cái này hàng sưu tầm của chú chị. Đáng cho chú chị mình sưu tầm ha. Cây ngoài rất đẹp chú chị. Nguyên cái mình. Quá đẹp luôn nè. Rất là đẹp luôn. Xù 100%. Xù mà không còn chỗ để xù nha. Đấy, cái này cũng anh em mua cũng anh em cho bonsai chú chị. Tao nuôi cốt cạnh chơi nha. Cốt cạnh cũng hơn năm rồi chú chị. Em giật cốt cạnh về nha. Về của chú chị mình bắt theo cái nhịp này mình chơi nha cô chú chị. Rồi, em tiến vào đo số này. Cái này quái em đo nhiều tổng số cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Chiều cao là 70. Chiều cao 70. Đường kính bầu là 60. Đường kính bầu 60. Em đo nguyên cái bệ đặt này là 67. Đấy, em đo nguyên cái bệ nạt đó là 67 hoành. Đây vị trí này là 50. Đây em đo vị trí thứ hai nửa cây là 58 hoành. Quần cổ đi. Đây cái này là 46. 46 tính 45 chú chị. 45 nha. Em đo nguyên cục sụ trên nè. Đây là 45. 45 hoành cục sụ của chú chị. Rất là quái chú chị. Em ôm con thú em. Quá đẹp chú chị. Hàng sưu tầm nha cô chú chị. Cây ngoài rất là đẹp luôn. Đế là rất đẹp chú chị, đế nó chảy đều nha. Thương là nguyên bình nạc này, em đo bình nạc này, qua đây như này. Nguyên cái bình nạc quá chàng bình nạc này. Bên đây qua đây thì bên đây qua đây là 22. 22. Nguyên một bản rồi chú chị, một gang em nha, một gang em chú chị. Rất đẹp luôn. Trên đây đóng nguyên cục xù nè. Cũng rất là quái luôn. Cái này của chú anh chị mình chơi muốn chơi cây lùng lực chật lắc á, mình chạm thì cũng được đó nha của chú chị. Mà ở trên em để cục xù nó quái nè. Đó, những hệ của chú chị mình chơi hệ quái đó, mình để vậy mình chơi nha. Cái này giờ chú chị về mình vô cái chậu chữ nhật rất là đẹp nha. Nguyên thú lết. Quá đẹp chú anh chị. Được rồi, cây mai sụp mã số 4. Em xin mong phép giao lưu cùng cô chú chị giá 27 triệu à. Em bao ship cho cô chú chị là 300 số nha. Được rồi, xin mời quý cô chú chị bước vào cây mã số 5 à. Em xin mời ạ. Dạ rồi, tiếp tục vào cây mã số 5 ạ. Dạ cái mã số 5 là cây mai sù, thành phẩm của chú anh chị. Dán trực quân tử nha. Cây này em cũng mua lại của anh em người ta chơi bonsai của chú anh chị, người ta đang nuôi nha. Cái này ta cũng nuôi hơn năm chú anh chị. Em về ăn em dặn dây nha. Dặn dây là chi tiết trơn này. Sù full 100% luôn, sù không còn chỗ sù luôn của chú anh chị. Các bạn cho là chọn nhìn luôn, nhìn giống như một cây thông của chú anh chị, cây thông Noel luôn nha. Cây là sạch sẽ luôn. Nó mấy cái thẹo dít này của chú anh chị, nó liền ở chân của chú anh chị, nó cũng ép trơn nha. Rồi, em xem một vòng nè. Ở cây này chủ vườn nó bông đẹp của chú anh chị, bông 579 cánh nha, bông rất đẹp à. Cái phơm ngoại rất đẹp đó chú chị. Cái này em sửa rồi chỉnh chu hết trơn rồi. Cô chú anh chị về chỉ việc giờ là vô cái chậu thôi nha, vô chậu là chơi thôi. Kiếm mấy chậu quý vip của chú anh chị là cây lên tiền nha. Cái phơm ngoại rất đẹp luôn. Hết sức rồi, quá sự trận sâu rồi. Sù rất là đẹp chú anh chị. Sù mà nó được nguyên cái củ đế nha, củ đế quá quyết luôn. Rồi em cho xin thông số em. Hết sức cái củ rồi chú anh chị. Chiều cao 1m6 à. Tán ngang 1m4 à. Đường kính bầu là 75. Đường kính bầu 75. Cái này cô chú anh chị về mình vô chỗ 8 nha. Mình vô chỗ 8 mới cân với cái bộ tàn của nó có chú anh chị. Em đây vị trí này là 68. Đây, nguyên cái cũ nó là áp đế luôn. Nói chung hai cái này hơi khó đo nha. Đây dễ nhạy cảm lắm. Em đo nhiều khớp nha cô chú anh chị. 68 hoành. Đây vị trí này là 65. Đây vị trí số 2 là 65 à. Rồi em bỏ cửa cái nguyên cái cũ đế đi, tuốt ở trên luôn. Đây. Rồi đúng rồi. Đây vị trí này là 52. Đây, tuốt ở trên cũng còn 52 hoành nữa chú anh chị. Đó, mấy cúc chi là bự hơn tay cái em chút xíu nha. Đó, bự hơn tay cái hết trơn rồi. Đây của chú gì hình dung nha. Đó, nô gơ cũng 5 mấy rồi. Tết này như 2 năm rồi. Cái này cô chú anh chị về mình vô chậu là Tết nay mình cũng có chơi cái bông luôn nha. Cái phơm ngoài rất đẹp của chú anh chị ơi. Sữa là chi 3D không ạ? Chi nhập lại nhạo của chú anh chị, 3D không nhau chú anh chị, của chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Trong hình của chú anh chị nhìn có 6-7 thôi, ở ngoài nó đẹp tới 10 à. Không đẹp em không lấy tiền của chú anh chị nha. Cây là sạch sẽ của chú anh chị. Dằn dây là chỉnh chu hết trơn rồi. Quá phê rồi chú anh chị ơi. Cây ở ngoài nó khủng luôn của chú anh chị. 68 hoành nha, 68 hoành. Được rồi, cây mai sù mã số 5. Em xin mang phép giao lưu cùng chú anh chị giá 65 triệu à. Em bao ship cho cô chú anh chị 300 số nha. Cây này ship gần em đi xe tải vào tới nhà cô chú anh chị à. Còn cô chú anh chị ở xa như Quảng Ngãi, Bình Định đó, em phải đóng nguyên cái khung sắt gửi tới nhà cho cô chú anh chị mới an toàn à. Dạ rồi, cây mai sù mã số 5 cũng là cây clip à. Và clip em xin chúc toàn thể cô chú anh chị xem clip được vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc phát tài. Cô chú anh chị đi ngang qua chưa đăng ký kênh nhớ nhắn cho em xin một đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ để em có động lực sưu tầm nhiều cái đẹp về phục vụ cho cô chú anh chị ạ. Dạ rồi, em xin chào quý chú anh chị, hẹn quý cô chú anh chị clip sau em chào ạ.